Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, như chúng ta biết, rắn là loài vật linh thiêng khiến ta liên tưởng đến vua chúa các thời xa xưa. Rắn còn biểu tượng cho sự mạnh mẽ, tinh vi, nhanh nhẹn và đầy huyền bí. Do đó, những việc hiện tượng liên quan đến loài vật này, đặc biệt mơ thấy rắn là giấc mộng đầy phức tạp. Đối với nhiều người, thì khi nằm mơ thấy con rắn, họ sẽ có cảm giác lo lắng và sợ hãi, vì không biết nó mang điềm lành hay dữ. Phú Quý Tài Lộc sẽ giúp quý vị giải mã ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Mơ thấy rắn nói chung có ý nghĩa gì? Phụ nữ chiêm bao thấy rắn, cẩn thận giữ gìn sức khỏe bản thân và con cái. Mơ thấy kẻ thù bị rắn cắn. Kẻ thù có thể bị làm hại, nhưng sau cùng cả bạn cũng bị tổn thương. Mơ thấy con rắn bò vào hang, đề phòng bị mất cắp. Mơ thấy con rắn cắp chuột hoặc ếch, đề phòng chuyện không may mắn. Nằm mộng thấy rắn và mèo đang đánh nhau, mọi khó khăn đều có thể qua đi, đại nạn sắp qua đi. Mơ thấy ăn thịt rắn sẽ chấm dứt sự buồn bực. Mơ thấy con rắn lao vào mình mà không sợ, báo hiệu công việc đang bị ngưng trệ, sắp xuôi chèo mát mái. Chiêm bao thấy rắn bò vào nhà, báo hiệu sắp nhặt được của rơi. Thường xuyên mơ thấy rắn, đặc biệt là mộng thấy con rắn vào bếp, sắp có người quyền tước đến chơi nhà hoặc có quý nhân phù trợ. Chiêm bao thấy rắn cắn người khác, bạn có tài lộc lớn. Nằm mơ thấy rắn cắn tay, các mối quan hệ làm ăn của bạn hiện đang có dấu hiệu bất ổn. Ngoài ra, giấc mơ này cho thấy có sự hiểu lầm từ phía trên đối với lãnh đạo quản lý. Mơ thấy cả đàn rắn bò theo mình, bạn có nhiều tham vọng đen tối. Chiêm bao thấy rắn lao vào mình trên mặt nước, bạn có khả năng được thăng quan tiến chức. Mơ thấy con rắn cắn vợ mình là điểm xấu sắp gặp phải bất hạnh. Mơ thấy con rắn chết là điểm lành ngụ ý vận may. Mơ thấy trẻ con bị rắn cắn, cảnh báo gia đình sắp xảy ra chuyện bất hòa, mang nhiều ưu sầu. Mơ thấy giết rắn hoặc bị rắn cắn, sau đó giết được nó và nó lại hồi sinh. Tín hiệu đáng mừng, bạn sẽ tìm được đối tượng lý tưởng. Mơ đối thủ bị rắn cắn, ngụ ý đối thủ sẽ bị đánh bại. Mơ thấy mình đánh chết rắn, ám chỉ việc mình sắp chinh phục được đối thủ. Chiêm bao thấy rắn trườn vào động là điểm hung, trong nhà bị trộm hoặc cướp. Mơ thấy rồng rắn nhập môn, ngụ ý phát tài. Phụ nữ mang thai mơ thấy con rắn là sắp sinh quý tử. Chiêm bao thấy con rắn giết người là đại hung. Chiêm bao thấy rắn độc, ngụ ý cuộc sống của bạn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cẩn thận thì hơn. Mơ thấy con rắn độc cắn người hoặc chính mình bị cắn thì cuộc sống sẽ mất đi những thứ quan trọng. Nằm mộng thấy rắn con cho thấy bạn có nhiều vấn đề và áp lực vẫn chưa giải quyết được. Chiêm bao thấy rắn con quấn quanh chân là vận xấu đang tới. Nằm mộng thấy rắn con bò vào người là cát mộng, bạn sắp tổ chức hôn lễ. Nữ giới mộng thấy rắn con thì chú ý khi xuất hành, nếu được thì không nên đi. Người đơn thân mơ thấy con rắn thì mặt tình cảm xuất hiện nhiều cơ hội lựa chọn, vận trình có lợi cho bạn. Người làm ăn chiêm bao thấy rắn con quấn chân là điểm lành, vận làm ăn chuyển tốt, tài lộc dần dần tới. Người già mơ thấy con rắn con là sức khỏe khá tốt. Người chưa kết hôn mộng thấy rắn con, ngụ ý nửa kia của bạn sẽ thất bại trong chuyện làm ăn nào đó. 2.
mơ thấy rắn có màu sắc khác nhau. Sự linh hoạt của rắn được xem như sự thức tỉnh năng lượng nội tại của con người. Nếu bạn mơ thấy con rắn với màu sắc sặc sỡ thì có thể bạn đang gặp chuyện cực kỳ vui mừng, bởi lúc này rắn đại diện cho trí tuệ, trực giác và những nguồn năng lượng mang linh tính khác. Nếu bạn là người theo tín ngưỡng tôn giáo thì mơ thấy con rắn nhiều màu sắc cho thấy bạn đã tu luyện tốt, linh tính đang trong giai đoạn hoàn thiện. Còn nếu bạn là người vô thần thì đó là dấu hiệu cho thấy nguồn năng lượng nội tại của bạn đang thức tỉnh và có mối liên hệ với trí tuệ. Nên chú ý đến những điều trực giác mách bảo, bạn sẽ gặt hái được những thành quả bất ngờ. Mơ thấy con rắn xanh cắn vào tay là điểm lành, cuộc sống của bạn vô lo, vô nghĩ. Mơ thấy con rắn xanh cắn vào tay vợ, bạn đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Phụ nữ có thai chiêm bao thấy rắn xanh, em bé đang rất khỏe mạnh, phát triển bình thường. Mơ thấy con rắn màu đỏ, sắp có chuyện vui. Người độc thân mơ thấy con rắn màu đỏ, sắp tới sẽ gặp được người trong mộng và hạnh phúc trong tình yêu. Người đã kết hôn mơ thấy con rắn màu đỏ, con cái khỏe mạnh, vui vẻ. Người bệnh mơ thấy con rắn màu đỏ, sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Mơ thấy con rắn màu xanh lục, cẩn thận sắp có tin xấu khiến bạn kém vui. Mơ thấy con rắn màu trắng là điểm lành, báo hiệu tài lộc tới. Phụ nữ có thai ngủ mơ về rắn màu trắng bò vào lòng, em bé của bạn là bé gái xinh xắn, thông minh. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy bề ngoài của con rắn trông rất giống các dòng sông uốn lượn. Điều này có ý nghĩa của sự sinh sôi phát triển mạnh mẽ, cũng như sự phát triển đó tuy êm ả nhưng sâu bên trong ẩn chứa một sự hung dữ kinh khủng nếu không thuận theo nó. Khi nằm mơ về con rắn thì sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra và tất cả đều có những ý nghĩa và điểm báo riêng. Hãy cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. 1. Nằm mơ thấy rắn chết. Mơ thấy mình đánh chết rắn hay chém đứt đoạn người nó. Cát mộng, tuy gần đây bạn gặp nhiều chuyện khó khăn nhưng đều có thể thuận lợi giải quyết mọi phiền phức rồi sẽ nhanh chóng tiêu tan. Mơ thấy mình chém đứt đầu rắn. Tạm thời bạn không gặp phải khó khăn trở ngại gì, mà dù có gặp phải cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Nằm mơ thấy rắn chết, điềm lành, vận may sắp tới. Mơ thấy rất nhiều rắn chết, gia đình hòa thuận, đầm ấm. Người kinh doanh mơ thấy con rắn chết, nhờ trí tuệ của mình bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy cơ hội kiếm tiền. Mơ thấy mình đánh chết rắn, bạn có thể chinh phục được kẻ địch hoặc đánh bại được đối thủ cạnh tranh với mình. 2. Mơ thấy bị rắn đuổi. Chiêm bao thấy rắn đuổi theo, bạn đang bị ai đó hoặc chuyện gì đó đe dọa. Mơ thấy con rắn đang tiến gần đến mình, nên khiêm tốn nhường nhịn, chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đề phòng bị kẻ xấu hãm hại. Mơ thấy mình bị rắn truy đuổi quyết liệt là lời cảnh báo về sức khỏe, bạn dễ bị thương, ốm đau hay gặp tai họa bất ngờ. Mơ thấy con rắn lớn đuổi theo mình, bạn đang mắc nợ và bị chủ nợ truy đuổi. Cũng có thể thời gian gần đây có quá nhiều các khoản chi tiêu vượt mức dự kiến. Mơ thấy con rắn lớn quấn quanh tòa nhà cao tầng và đuổi theo mình, bạn đang gặp chuyện nợ nần liên quan đến nhà đất. Mơ thấy con rắn lớn xông ra chọc thùng tấm gỗ, chuyện nợ nần phá vỡ kế hoạch tài chính của bạn. 3. Mơ thấy rắn quấn quanh mình. Mộng thấy rắn quấn quanh mình không thở được, bạn đang bị người khác đeo đuổi về tình cảm. Đó là người bạn không có nhiều cảm tình.
Nếu bạn đang có người yêu và không có ai khác tán tình, thì đó có thể là do người ấy quan tâm chăm sóc bạn quá mức, khiến bạn cảm thấy mất đi sự tự do và độc lập. Chiêm bao thấy rắn quấn quanh mình, có kẻ vong ân bội nghĩa, phản bội bạn vì danh lợi. Đó cũng là điểm báo cho thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể bạn đang kêu cứu, có thể mắc phải bệnh tật gì đó. Mộng thấy rắn quấn chặt người mình, bản thân vô cùng sợ hãi nhưng không thể thoát thân. Điều này phản ánh những áp lực khó khăn trong đời sống hiện thực mà bạn đang phải đối mặt. Bạn cũng có thể đang gặp phải những kẻ bội bạc hoặc ở giữa những người xa lạ mà bạn không thể tin tưởng. 4. Nằm mơ thấy rất nhiều rắn. Mơ thấy một đôi rắn, gia đình ly tán, bạn sắp không ở cùng bố mẹ. Mơ thấy một bầy rắn treo mình trong nhà, tài lộc ùn ùn đổ tới không ngừng. Mơ thấy một bầy rắn bò từ trong nhà ra, kinh tế đang gặp khó khăn, trong khoảng thời gian này có nhiều việc cần phải chi tiêu. Mơ thấy mình bị một bầy rắn bao vây, bạn đang bị nhiều người ganh ghét đố kỵ. Những người đó có thể sẽ dùng mưu hèn kế bẩn để hủy hoại thanh danh của bạn. Đây là lời nhắc nhở bạn nên chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói của mình, chớ tự dưng đi đắc tội với người. Đột nhiên mơ thấy rắn là điềm báo gì? Mơ thấy con rắn bỏ vào hang đề phòng bị mất cắp. Mơ thấy rắn cắn tay, các mối quan hệ làm ăn của bạn hiện đang có dấu hiệu bất ổn. Mơ thấy rắn, cả đàn rắn bò theo mình, bạn có nhiều tham vọng đen tối. Mơ thấy một con rắn độc là đại nạn sắp tới. Mơ thấy đối thủ bị rắn cắn, ngụ ý đối thủ sẽ bị đánh bại. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.